bạn, tớ là Lý Vệ Hà đến từ lớp 7A8. Vừa qua thì tớ được tham gia cuộc thi lập trình WeCode và đã đạt giải khuyến khích các quốc gia. Qua đó tớ đã gặp được thêm rất nhiều người bạn mới với chung sở thích với tớ. Tớ được học thêm về một ngôn ngữ lập trình rất hay tên là Scratch và được tìm hiểu thêm về chủ đề là AI, trí tuệ nhân tạo nữa. Văn cấp thành phố, mình đã may mắn đạt được giải 3. Trong quá trình ôn thi, mình đã được thầy cô giáo hỗ trợ rất nhiều và được gia đình ủng hộ. Mình cảm thấy rất vui và tự hào.